Dạ, kênh YouTube Tứ Quý Mì Dường xin mến chào tất cả quý vị trở lại video hôm nay ha. Cũng là đầu hồi tiên quý vị, cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe thật công việc ha. Quý vị nào xem nhớ đăng ký cho gặp nhật những video tiếp theo quý vị. Hôm nay cũng hơi lâu quý vị, hôm nay tèo về một số phôi mai Tứ Quý ha, trong đó có mai vàng hả quý vị, phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Mình cũng thay mặt tèo quý vị cảm ơn quý vị đã ủng hộ những video trước đây. Rồi, chào tèo ơi. Chào anh Trực, chào mấy anh em chơi cài cảnh trên cả nước ha. Em cũng cảm ơn mấy anh em chơi cài cảnh trên cả nước đã ủng hộ em hết clip vừa qua. À, nay em cũng về một số mai phôi cuối, trong đó có 3 phôi mai vàng em anh nha, trong đó có 4 cây tàn. Rồi, em xin vô chơi số 1. Rồi, địa chỉ đây mình xin nhắc lại cho gạo Tiền Giang quý vị. Thường lệ số điện thoại của tèo mình để tính từ đây. Mã số 1, một cây đế sổ quý vị. Được, cao nó 70 nha. Cao 70. 32 bình chuẩn nha. 32 chuẩn quý vị. Một cốt trực tay cầm ha. Sổ. Sổ 42 anh. Rồi, tắm rồi đấy. Đường kính bầu nó 80 anh. Tổng này đố nó 180 anh. 180 rồi. Kính bầu luôn nha. Đế lực quá vậy. Sổ đặt hết luôn ha. Cây lồng lực cũng sai. Đây cũng có hai cái mấy cái mặt cắt nhỏ nha, nhỏ sam cuốn sam cứng hết rồi nha, sam cuốn à, cuốn hết. Cái này quý vị không thích tán lồng ha cũng được ha, tại đủ phần tầng dưới là đủ chi ghép quý vị, bốn nhánh dưới là đủ rồi, đủ lập tàn à, anh em để tầm cao thì tùy ha, cắt được ha. Ở đây cũng được. Rồi mà số 1 mình giao lưu giá luôn tèo ơi. À, mã số 1 anh giao luôn 12 triệu anh. 12 triệu cái này mình bao ship toàn quốc được không tèo? Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, mã số 1 bao ship quý vị mọi miền tổ quốc ha. Cái này cũng khá nặng cái gì, tại nguyên cái bầu đế ha. Rồi, mã số 2. Chiều cao mấy 24 anh. Cao mấy 24. 34 chữ anh. 35 yếu tính 34 cái gì. Đế này. Rồi, đế quý vị nghe ha. Rồi tổng thể đi quý vị. Rồi mã số 2 có giá không tèo ơi? Mã số 2 vô luôn 1.8 anh. Mã số 2 1.8 quý vị. Rồi mã số 3. Cây một cốt trực quý vị, có gành phóng ha. Chiều cao 70 anh. Cao 70. 39 nếu tính 38 anh. Rồi. Đường kính bầu 69 anh. Tổng đồ đế đặt này cũng 108 anh. Rồi có 58 quá vậy. Để đều quá vậy. Để đều hết nha mình. Lực ha. Để lực. Để còn đế nha mình. Để có đế hết nha. Không có trống giấc nào như vậy nè. Còn rồi mã số 3 giá luôn tèo ơi. Mã số 3 giao lưu 6 triệu rưỡi anh. Rồi mã số 3 6 triệu rưỡi. Mã số 4 phong mây vàng mấy anh. Mã số 4 phong mây vàng mini cốc quý vị. Mini cốc nha. Cốc xe để bạn nha. Cái mặt bầu tới chiều cao mặt bầu nó tới 22 anh. Rồi. Quần nó 24 25 yếu tới 24 anh. Rồi, cổ nha. Còn cũ này khác nha. Cũ này chắc ba mấy quá. Ba mấy 40 quá. Cái cũ này 36 anh. Rồi, cũ xù nha mấy anh em. Dạ cây xù, dạ cây xù nha. Bonsai để bàn cứ duyên lắm mấy anh em. Rồi giá luôn tèo ơi. Mã số 4. Mã số 4 giao lưu 700 anh. 700. Phô mai vàng. Số 5 cũng là phô mai vàng luôn. Mã số 5 phô mai vàng luôn mấy anh em. Cây trực bài. Chiều cao nó 60 anh. Cao 60. Cành phóng tới đáy nó 76 anh. Rồi.
22 chẩn à. Rồi 22 hoành quý vị. Để cái này già cây nha mình, mai vườn nha mấy anh em, cũ chứ nha. Em làm chưa quý vị đủ hết nha. Cây lắm anh, để bàn chỗ viên cây lắm đó anh em. Cái này cây nghệ thật quý vị, bonsai. Rồi mã số 5 giá còn tèo ơi. Mã số 5 anh vô luôn triệu ơi. Rồi mã số 5 triệu quý vị. Mã số 6. Cây lục lực. Bonsai lục lực nha anh em. Chiều cao nó 57 anh. Rồi. Một tính 52 tính 50 đi anh, tính 50 đi. Tính chẳng 50 đi quý vị. Chẳng 50 đi. Đường kính bầu 74 anh. Rồi. Tổng người đến 190 200 đi, 200 đi. Thế lực không chấm anh em. Cái này về quý vị không thích tông cao hạ nhịp xuống ha. Hạ nhịp trên, lấy cái nhịp này đầu chủ. Hạ nhịp này xuống, tại em cắt dư cho anh em về hạ nha. Hạ xuống. Hạ này xuống. Để cái đồng chủ này anh em. Rồi giá lòng theo ơi, mã số 6. Mã số 6 đây em vô lưu 14 triệu anh. 14 triệu quý vị. Số 71 chân quỳ. Đi qua nhạo nha mấy anh em. Em sửa cái nhạo. Chiều cao nó 1,5 m anh. Cao 1,5 m quý vị. Cái này em đo cho hai cách nha nên mà tại bể nở quý vị. Bể nở nè, bể nở dưới cái 43 nè. Rồi 43. Rồi 40 chẩn đi. Rồi 40 chẩn mấy anh em. Rồi một tí này cái đèo à. Nhánh cây bên đây là cây gì? Cái con cái con vàng túi đó. Rồi cũng nở nó, cũng nở nó 86 anh. Đây nè, thấy bàn tay anh để vô ha. Ông xin về ha. Nha. Nhìn ở ngoài cái đích này, cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn. Tuyệt. Ngoài nhìn phê lắm anh em nè. Cái này nhánh con ra em để luôn nha. Bầu 74 anh. Tổng này đến nó cũng 200 lên. Rồi. Để hết bầu luôn nha mấy anh em. Tay chỉ đóng đều không có gì. Con nhạo 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 ha. Một cốt trực. Thì cây cũng cái sữa trên sữa. Rồi giá luôn tèo ơi. Mã số 7 em giao luôn 13 triệu anh. 13 triệu cho mã số 7 quý vị. Mã số 8 là cái tài. Mã số 8 là cái túi tài. Chiều cao nó 1,8 m này. Chiều cao 1,8 m quý vị. Tán ngang nó cũng 1,8 m rồi. Rồi. Lá xanh nước quý vị. 37 chẩn à. Rồi 37 quý vị. Rồi. Kề tán trộn như trái banh nha mấy anh. Được cái dàn tàn đẹp quá vậy. Này là dàn chậu, là cái chậu kính mít luôn. Đây, anh em nhìn kỹ lại quý vị, nhìn kỹ lại cái tàn ha. Rất là tròn đều ha. Được cái tàn. Tết về chơi tàn nó bông kính mít nữa. Rồi giá luôn tèo, mà số 8 cây túi quý tàn. Mã số 8 cây túi quý tàn em giao lưu 3,3 triệu anh, bao ship toàn quốc ha. 3,3 triệu cho mã cây túi quý tàn. Số 9.
Đây gọng chữ C quý vị. Chuột cao 70 anh. Cao 70 quý vị. Rồi 45. Rồi chạc nhẹ 45 luôn. Nha. 53 tới 52 đi. 53 tới 52. Cũ quá nợ. Để đóng giọng cái xe cũng được, có duyên lắm anh ạ. Còn mà số 9 giá không Tèo ơi? Mã số 9 giao lưu 6 triệu anh. 6 triệu quý vị, cho mã số 9. Tới mã số 10. Mã số 10, mini một chai. Chiều cao 36 anh. Rồi 32 yếu. Bình 32 yếu tính 31 đi. Không sai cũng lực cái bàn nha mấy năm. Rồi giá long Tèo ơi. Mã số 10 em giao luôn 1.3 anh. Mã số 10 1.3 quý vị. Mã số 11. Chiều cao 53. Quần 29 anh. Rồi. Em muốn cái tấn dụ cho nha. Tình nào của nấy quý vị. Đứng đứng lên em tấn dụ cho mình nè. Đây cái nó. Em để nó trong. Rồi giá luôn Tèo. Mã số 11 giao lưu 700 anh. Mã số 11 700. Cái này lên không nổi đâu. Mai vàng nha mấy anh. Một cây mai vàng quý vị, thân lắc lượng ha. Chi cầm nó lực ha. Cái này một cốt thân lắc quý vị. Chiều cao nó 1m8 anh. Cao 1m8 quý vị. Cốt cần nó 6-8 ha. Rồi. Cái này cũng dắt dưới ao quý vị. Đo 2 đo 2 56 anh. Rồi. Em đo chuẩn trên ha. Rồi. Rồi 52 tính 51 anh. Rồi. Cái ghế nó cắm 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 xuống nha mình nè. Cái cây này nhìn cái đường da nó già quá vậy, nó lên xù một kia xù cám. Xù cái cốc á. Nắp nào quý vị. Dạ. Rồi mấy cái này thì quý vị nào chưa rõ chi tiết cứ liên hệ với Tèo ha quý vị. Nên nào chơi bây giờ thì các bạn Zalo em. Rồi giá luôn Tèo ơi. Cái này cái máy giờ còn bây giờ em giao luôn 11 triệu anh. 11 triệu. 12 em giao luôn 11 triệu. Bao 12. 100 cái số nha. Bao ship quý vị 5 cái số. Chẳng kỳ. Rồi. Quý vị nào xa cứ có mà em nào xa thì ủng hộ quá. Em tìm tiền ship. Cũng mọi đông đau chứ. Rồi, mã 13 trở lại phôi tứ quý. Chiều cao nó 1m4 anh. Cao 1m4. Rồi, 49 anh. Rồi, 50 yếu tính 49. Điếu, điếu. Rồi giá luôn Tèo ơi. Mã 13. Mã 13 em giao lưu 8 triệu anh. Bao ship này, cái này bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi mã 13 8 triệu bao ship quý vị toàn quốc ha.
áo 14. Rồi 33 hoành cái gì? Chiều cao nó 91 anh. Trình phóng xuống đấy nó là 117. Trực phóng trong bay. Rồi giá luôn tèo ơi. Mã 14 em giao luôn 1.7.000 anh. Mã 14 1.7.000 quý vị. Mã 15. Mã 15 thú. Để cắt ngang nha mấy nè. Xong rồi cắt ngang ra thú quý vị. Cắt ngang nha, tại em chưa cắt. Ngang ra thì ghép hai đóng 2 bao 3 bao. Chiều cao 42 anh. Rồi. 22 hoành anh. Rồi 22 hoành quý vị. Uống nha mấy anh em. Đủ trên cảnh nha. Điện cắt ngay cổ rồi. Rồi mã 15 giá luôn đều ơi. Mã 15 anh vô luôn 800 anh. Mã 15 800. Mã 16. Chiều cao 56 anh. Cao 56. Đây em đo mút trên nha. 40 anh. Rồi 40 quý vị. Rễ quá nha mình nè. Lớn sát và ngọt tiền. Rồi giá lông tèo. Mã 16 cho luôn 1.7.000 anh. Mã 16 1.7.000 quý vị. Mã 17. Cây trật búp măng. Rồi, một cốt trực. Chiều cao 1 mét nè. Chiều cao 1 mét quá vậy. 33 đi. Rồi 33. 33 đi. Số nó 3.8, 3.9 nè. Rồi. Đường kính bầu 6.18. Tổng người đế 160 rồi. Rồi 160 đi. 170 đi. 160, 170. Để đặt cái này nè. Nhìn mặt này trong đây nó còn cộng rất lực quý vị. Còn trọng lực của tốt nè. Tại nguyên cái đá nó đi xuống đóng ha. Còn một lực nữa nè. Rồi giá luôn tèo ơi. Mã 17 em giao luôn 9 triệu anh. Mã 17 9 triệu quý vị. Mã 18. À, 18 là cây Mỹ Hồng nha mấy anh em. Mỹ Hồng, trang Mỹ Hồng quý vị. Trang Mỹ Hồng nha. Trang Mỹ Hồng thì quý vị cũng biết rồi. Lên Google sợ trang Mỹ Hồng. Mà lá nhuyễn hay lá lớn ở trong? Lá lớn. Lá lớn quý vị. Mỹ Hồng lá lớn. Rồi cái bệ đây mấy anh em. Chơi bonsai nha. Chiều cao 26 anh. Hoành nó 22 tính 21 anh. Rồi. Cái bệ nhìn thấy có duyên. Về mấy anh em cắt ghép vô 3-4 loại trong đây rồi ok mấy anh em. Quyền cục. Lấy cái bệ chơi. Bệ có duyên lắm nha. Rồi giá luôn tèo ơi. Mã 18 cây Mỹ Hồng. Mã 18 Mỹ Hồng này em giao lưu 1 triệu anh. Rồi 1 triệu quá vậy. Mã 19. Mã 19 cây này nó bị lũa nha mấy anh em. Đây nó lũa nha mấy anh em. Rồi. Lũa nhưng mà cây này sống khỏe nha mấy anh em. Đây lũa mặt dưới cây nữa. Nói chung bán rẻ mấy anh em nha. Về chơi.
đóng dài bò để bạn trên. Chiều cao 30 anh. Cành phóng 43 anh. Hoành 27 anh. Rồi 27 hoành. Có cái bệ đế nhanh anh. Để kéo mạnh anh. Rồi giá luôn tèo. Mã 19 em vô luôn nên 550 anh. 550 là phôi tứ quý quý vị. Phôi tứ quý nha mấy em. Mã 20. Mã 20. Cái bài nha. Chiều cam nó 86 anh. Cảnh phóng nó ra nó 74. Quần eo nó 33 anh. Rồi 33 quý vị. Cái này nên quýnh cảnh phóng quýnh gió lùa ra hả anh. Mình chơi quýnh phóng hồi về vậy. Rồi giá lên tèo mã 20. Mã 20 em giao luôn 2 triệu anh. Mã 20 2 triệu. Rồi mã 21 tiếp tục là ngoài tứ quý tàng. Tứ quý tàng luôn anh. Rồi 31 cây tứ quý tàng quý vị. Một cốt ha. 31 cây tứ quý tàng nha mấy anh em. Cái này nó đang hởm em cút lá này ra lá mạnh em. Chiều cao tấn ngang tèo ơi. Chiều cao nó 2,5 m đi anh. Tấn ngang nó cũng 2,5 m à. Rồi. Ba mươi lăm chẩn nha. Rồi 35 quý vị. Một cốt tàn quá vậy. Để bên cạnh đóng đường nha mình nè. Đầu dối đuôi chuột giá luôn tèo ơi. Mã 21. Mã 21 em vô lô 4 triệu anh. 4 triệu quốc nha. Còn quốc. Mã 22. Ba lần chẩn luôn anh. Rồi 35 hoành chẩn quý vị. Cái này cũng một cốt trật luôn quý vị. Tàn chiều cao nó cũng 2,5 m nha anh. Tán ngang nó cũng 2,5 m á. Tàn thì tròn hết ha quý vị. Quý vị yên tâm ha. Quý vị nhìn cái dàn xương là biết rồi. Rồi giá luôn tèo ơi, mã 22. Mã 22 em cũng giao lưu 84 triệu anh. Mã 22 4 triệu quý vị. Cặp này anh cặp luôn. Rồi tới mã 23. Mã 23. Cái tàn dù nha mấy anh em. Chiều cao cũng 2,3 m đi anh. Rồi. Tàn dù nha mấy anh em. Ba mươi lăm chuẩn luôn anh. Rồi 35 quý vị. Phần 67 à. Này còn tàn dụng anh ấy, bên này mà không thích thì để tàn thì cắt ra gấp như thế. Chân cành lực quá vậy. Chân cành lực nha. Rồi giá luôn tèo ơi. Mã 23 này em giao luôn 3 triệu rưỡi anh. 3 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc. Đã hết rồi. Ba này cũng cuối clip, em cũng chúc mấy anh em chơi cây cảnh trên cả nước ha. Chúc mấy anh em dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài nha mấy anh em. Rồi. Mong mấy anh em xem clip và ủng hộ em. Rồi. Rồi chào mấy anh em nha.